Lầu Năm Góc biết về vụ đánh bom ở Kabul trước vài giờ nhưng không hành động gì. Theo trang tin Politico, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã biết trước thông tin về âm mưu đánh bom kép ở sân bay Kabul nhưng lại không thể làm gì để bảo vệ binh sĩ nước này. Trong một bài viết đăng hôm ngày 30 tháng 8, trang tin Politico tiết lộ Lầu Năm Góc đã biết trước thông tin về âm mưu đánh bom khủng bố tại sân bay thủ đô Kabul của Afghanistan trước đó vài giờ. Song không thể tiến hành bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ binh sĩ của họ. Politico cho biết vụ đánh bom không làm các quan chức Mỹ ngạc nhiên. Theo đó, trong khi Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đã cảnh báo người dân nước này tránh xa sân bay do các mối đe dọa an ninh vài giờ trước khi xảy ra vụ việc, các quan chức Lầu Năm Gốc đã tổ chức một cuộc họp để chuẩn bị cho một sự kiện thương vong hàng loạt sắp xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó một ngày đã nói chuyện với các lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Gốc, bao gồm Đại tướng Mark Milley, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Chuẩn đô đốc Peter Vajali, chỉ huy lực lượng Mỹ ở Afghanistan và thiếu tướng Christopher Donahue, chỉ huy sư đoàn không vận số 82 tại sân bay Kabul. Ông Milley cảnh báo về thông. Tin tình báo đáng tin cậy chỉ ra rằng IS đang âm mưu một cuộc tấn công, trong khi nguồn tin khác cho biết cuộc tấn công có thể sẽ xảy ra tại cổng vào của sân bay. Đời rất nhiều người dân Afghanistan tụ tập mỗi ngày với hy vọng có thể lên một chuyến bay sơ tán khỏi nước này. Politico tiết lộ bản ghi chú chi tiết cuộc họp có ghi lại thông tin rằng cuộc tấn... Công dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 24 đến 48 giờ sau đó, và Nhà Trắng đã giao cho ông Austin và các tướng lĩnh ngăn chặn cuộc tấn công nếu thấy phù hợp. Trong một cuộc gọi riêng sau đó, các quan chức Mỹ đã thảo luận về việc thúc ép Taliban tăng cường an ninh bên ngoài sân bay, ngay cả khi họ biết rõ rằng không thể tin tưởng hoàn toàn các chiến binh của Taliban, theo Politico. Sau một hồi xem xét, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cùng các tướng lĩnh cuối cùng đã hủy bỏ việc đóng cửa sân bay, vì làm như vậy sẽ ngăn cản quá trình di tản của người Anh. Và chỉ vài giờ sau cuộc gọi trên, vụ đánh bom kép đã xảy ra. Bộ trưởng Austin và đại tướng Milley được cho là đã có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm đó, chuẩn bị báo cáo tóm tắt với Tổng thống Joe Biden về mối đe dọa từ IS. Bên cạnh bài viết của Politico, những binh sĩ Mỹ có mặt ở Kabul lại kể về một câu chuyện khác. Nhiều binh sĩ đóng quân tại sân bay đã đăng trên trang mạng xã hội Instagram rằng họ đã nhận được tin báo về một kẻ đánh bom liều, chết đang đến, nhưng được cấp trên chỉ thị tiếp tục hoạt động sơ tản. Một người khác nói rằng chỉ huy của họ đã có thông tin chính xác về kẻ đánh bom liều chết trong như thế nào và thời gian chúng sẽ tấn công, hiện những câu chuyện này vẫn chưa được xác thực, nhưng đã làm dấy lên câu hỏi tại sao các quan chức Mỹ lại không chuẩn bị bất kỳ biện pháp bảo vệ nào cho lực lượng của mình dù đã hoàn toàn được báo trước về vụ tấn công. Trước đó, vào ngày 26 tháng 8, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, khiến khoảng 170 công dân Afghanistan và 14 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Washington sau đó đã tiến hành hai cuộc không kích bằng máy bay không người lái để trả đũa các tay súng IS sau khi. Lực lượng này đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, vụ đánh bom hôm ngày 26 tháng 8 là một trong những sự kiện thương vong nhất đối với quân đội Mỹ kể từ năm 2011, khi một chiếc trực thăng CH-47 Chinook chở binh sĩ thuộc lực lượng hải quân Mỹ bị bắn rơi ở miền đông Afghanistan, giết chết 30 người. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chu thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.